Cũng là một thông tin liên quan thì Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Bộ Y tế cho khai báo y tế với tất cả người nhập cảnh tại cửa khẩu nhằm phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ để truy vết xử lý nhằm ngăn ngừa việc lây lan cho cộng đồng. Hiện Bộ Y tế chưa có phản hồi về đề nghị của thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng đề xuất này là chưa cần thiết và việc khai báo y tế là ít hiệu quả và gây bất tiện cho người dân. Phó giáo sư Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa Y tế công cộng, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc khai báo chỉ cho khách nhập cảnh tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ cho hiệu quả thấp. Với lý do biểu hiện đậu mùa khỉ thường ở trụ kín nên việc khai báo ở khu vực nhập cảnh đòi hỏi phải tự giác. Khả năng du khách đã không khai báo ở quốc gia mà phải khai báo ở cửa khẩu thành phố Hồ Chí Minh là rất thấp. Kinh nghiệm cho thấy việc khai báo COVID-19 ở sân bay đã tạo trải nghiệm không thoải mái cho người dân, có thể ảnh hưởng phần nào đến du lịch và mở cửa. Cùng quan điểm, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch thường trực Hội truyền nhiễm thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, nhiều nước có ca bệnh cũng không áp dụng khai báo y tế giám sát hành khách tại cửa khẩu. Đề xuất của thành phố Hồ Chí Minh là chưa cần thiết vì hiệu quả phòng dịch không cao, có thể làm phiền du khách, ảnh hưởng đến quá trình phục hồi mở cửa. Việc khai báo còn gây tốn kém, dễ ách tắc ở sân bay trong bối cảnh số lượng chuyến bay ngày càng tăng. Trên thực tế, triệu chứng đậu mùa khỉ đa dạng, dù khai báo cũng chưa chắc đã sàng lọc được nhiều. Nếu chẳng may có ca bệnh lọt vào cộng đồng cũng chưa thể gây lây lan ồ ạt như COVID-19. Vì bệnh này không lây qua không khí, chỉ truyền qua tiếp xúc trực tiếp da kề da.